phiên bản mới của Charlie Angels sẽ không có sự xuất hiện của bộ ba Drew Barrymore, Cameron Diaz và Lucy Liu. Song nhà sản xuất cũng chưa tiết lộ họ sẽ lựa chọn những gương mặt mới nào cho dự án điện ảnh. Trong thời gian tới, Sony cùng nữ đạo diễn Elizabeth Banks sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức quá trình tuyển chọn diễn viên. Charlie's Angels xuất phát là loạt phim truyền hình kéo dài 5 mùa trên kênh ABC từ năm 1976 với các ngôi sao Farrah Fawcett, Kate Jackson và Charlie Smith. Hồi năm 2000, bộ phim Charlie Angels đã thu 264 triệu đô la Mỹ tại phòng vé. 3 năm sau đó, phần 2 của bộ phim ra mắt và tiếp tục mang về cho nhà sản xuất 259 triệu đô la Mỹ. Sau hơn 10 năm, ekip làm phim đã quyết định tái khởi động thương hiệu điện ảnh này.